Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hiền Phương, phụ trách truyền thông của phòng thủy Pizento, thành viên của Kisato, một trong những công ty thi công thiết kế hàng đầu Việt Nam. Và hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn clip với chủ đề một số loại cây nên trồng trong phòng bếp giúp đem lại tài lộc. Thưa quý vị, nói đến phong thủy là nói đến cách bài trí làm sao để thuận với quy luật của tự nhiên, từ đó sẽ mang đến nhiều thuận lợi cho gia chủ. Và với ngôi nhà của bạn, bạn có thể xây theo hướng phong thủy, sơn màu sơn phong thủy hay là bài trí theo phong thủy. Tuy nhiên, khi trang trí nhà cửa, một trong những yếu tố không thể thiếu trong phong thủy đó chính là cây xanh. Đầu tiên là về màu sắc cây ở trong phòng bếp. Màu sắc cây phong thủy ở trong nhà bếp cần tuân thủ theo nguyên tắc chọn màu sắc cây theo từng mệnh của ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Đồng thời, khuyến khích người trồng nên chọn cây có gam màu sắc tươi tắn như là tía tô cảnh, cây hoa tulip hay là hoa lá đỏ. Và các bạn cũng nên đặt cây này ở trên bàn ăn, vừa tăng thêm độ ấm cúng, kích thích thị giác, giúp ngon miệng, lại khá hợp với phong thủy của phòng bếp. Tuy nhiên, nếu như gian bếp nhà bạn có gam màu quá ấm nóng như là màu đỏ hay là màu vàng cam thì cũng nên đổi sang trồng những cây có màu sắc thanh thoát, nhẹ nhàng hơn để cân bằng màu sắc. Hợp lý nhất có lẽ là cây lan chi, cây trầu bà cẩm thạch. Tiếp theo là cách bố trí cây phong thủy trong phòng bếp. Thông thường phòng bếp sẽ ít khi có cửa sổ. Mặc dù vậy, một số ngôi nhà được thiết kế mà căn bếp sẽ có cửa sổ đón gió, đón nắng thông thoáng. Cách bài trí cây phong cảnh trong gian bếp sẽ ít nhiều phụ thuộc vào hướng cửa để đem lại ý nghĩa phong thủy tốt nhất. Hướng đông thì đón nắng sớm khá tốt cho ngôi nhà, nên các bạn có thể trồng loại cây nhỏ đủ ánh sáng để cây phát triển và không bị che mất ánh sáng cho căn phòng. Còn hướng tây thì đầy nắng trưa chiều, mạnh và gắt, gây nóng và khó chịu thì các bạn có thể bày trí các loại hoa như là hoa thủy tiên hoặc cây lớn như là bàng Singapore cản bớt nắng. Có một loại cây gia vị nhỏ gọn, dễ trồng mà lại vô cùng đa năng về công dụng cho căn bếp của nhà bạn như là tía tô, húng quế, hành lá, thì là hay là mùi tàu. Ngoài ra cũng có các loại cây phong thủy khác để bạn lựa chọn khi muốn tăng thêm sự may mắn như là cây bạc hà, cây hùng tây, cây xô thơm, cây hương thảo, cây phất dụ, cây hồng vận đương đầu và đặc biệt cây lưỡi hổ. Đây là loại cây phong thủy trong phòng bếp rất hợp cho những chị em nội trợ thuộc mệnh thổ. Nó còn là một trong những cây kiểng để ở trong nhà bếp, giúp thanh lọc không khí cực hiệu quả và có khả năng lọc được các khí như là formaldehyde. Nó cũng nằm trong danh sách cây khử mùi nhà vệ sinh hiệu quả được nhiều người khen nhất. Hoặc là cây dương xỉ. Nhiều người thì nghĩ cây dương xỉ là loại cây dại và nó vô ích. Nhưng trong thực tế, trang trí cây cảnh trong nhà bếp bằng một chậu cây dương xỉ nhỏ xinh là một ý tưởng tuyệt vời cho chị em chưa biết trồng cây gì ở trong nhà bếp giúp đẹp mắt. Nếu hỏi cây gì hút mùi nhà bếp tốt nhất, chắc chắn là dương xỉ phải đứng đầu danh sách bởi nó có khả năng khử mùi khói và khí CO2 độc hại và rác thải. Với những công dụng của dương xỉ thì nó vừa được coi là cây khử mùi nhà bếp tốt nhất, vừa là loại cây trang trí nhà bếp đẹp nhất. Bên cạnh đó là một số loại cây tuyệt đối không được trồng trong nhà bếp. Thân, hoa, lá và nhựa của cây có thể là chứa chất độc và các bạn không thể trồng tại căn bếp nhà mình. Chúng thuộc dòng môn trường sinh như là vạn niên thanh hay là lan quân tử, đỗ quyên, trúc đào, xương rồng bát tiên hay là cây hồng môn. Đồng thời những cây dễ rụng lá như là cây trúc nhật, mai vạn phúc hoặc là cây có gai nhọn như là cây xương rồng thì cũng không nên trồng hay là để ở những nơi có không gian hạn chế như là phòng bếp. Ở trong phòng bếp thì không trồng các loại cây cối sẽ không có sức sống. Đây là một điều thiếu hẳn tính phong thủy. Ngoài ra, cải tạo bừa bãi nhà bếp và bếp nấu, thay đổi vị trí bừa bãi lại càng là một điều đại kỵ ở trong phong thủy. Trong nhà có phụ nữ đang mang thai thì các bạn cũng nên cố gắng tránh sửa nhà bếp hay là sơn lại tường nhà. Vừa rồi là một số loại cây nên trồng trong phòng bếp giúp đem lại tài lộc. Hy vọng qua chia sẻ của tôi thì quý vị sẽ chọn được cho mình những loại cây ưng ý và phù hợp với phong thủy. Thưa quý vị, hiện nay Pizento đang sở hữu showroom trưng bày và bán những vật phẩm đáp ứng được yêu cầu của quý khách hàng. Và chúng tôi còn có rất nhiều phần quà là những ebook về ứng dụng phong thủy thực tế trong nhà ở. Hãy click ngay vào trang phongthuynhao.vn để nhận được những phần quà tặng vô cùng hấp dẫn này nhé.
Nếu có bất cứ thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0964 401682 để được tư vấn cụ thể. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube của Pizento để có thêm nhiều thông tin hữu ích về phong thủy nhà ở. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.